dụ nhân viên mới nha, nhân viên cũ thì em nói nhân viên mới thì chọn đúng rồi. Đây cái chỗ này. Cả xe cho người ta nữa, để khi mình cuối tháng nó chấm nó mới hiểu được, là người nào mà chấm khung giờ đó mới hiểu. Đúng rồi, đây một gắn ca nhân viên này, mấy cái lịch trình này thì tụi em làm sẵn hết rồi, chỉ cần vô đây thôi, cái cuối này. Công ty này, tức là chuyển về hết công ty rồi nha, chọn hết rồi. Chỗ này là lịch trình đó ra, được chọn xuống nhà mới, đồ sắp xếp. Tí nữa em có cái bài trên nhau mà nhau mà chỉ chọn ra là có nè, là đây hát xe là ok. Rồi chỉ lưu hết nhân viên lại rồi đúng không? Làm xong xuôi hết đồng hàng rồi, trong máy chứng công. Và chỉ tải lên máy đi, tải nhân viên lên máy chứng công để ký ví dụ như em đúng không? Em bấm vô là nó báo tên em liền, chứ thôi là báo ID không ạ? Đó, lên đây. Tải nhân viên lên. Chọn hết luôn. Làm xong hết nhân viên xong chị làm lần và cuối tháng không phải làm gì hết á. Rồi xong rồi còn cuối tháng đúng không, cuối tháng thì chị vô báo biểu này, nhưng mà trước khi vô báo biểu là chị phải vô máy chấm công lại, tải dữ liệu, chị phải tải dữ liệu về máy chấm công, tức là trên kia nó chấm giờ như nào thì là máy nó làm rồi, nhưng mà chị phải tải dữ liệu về thì khi mà chị vô báo biểu nó mới ra kết quả được. Anh bấm này, tải dữ liệu máy chấm công này. Chỗ này thì chọn, chỉ chọn ngày này, tùy chọn thì tùy thành công thì dữ liệu thời gian, ví dụ như theo thời gian thì chọn ngày lại thôi, ngày tháng năm nhớ chọn đúng. Đây tụi em tải, em chọn vô cái máy chấm công em luôn, tải. Bây giờ nó kết nối về, nó mới trả về này, nó trả về sau rồi bắt đầu chị mới vô báo hiệu chấm công của em nó liền. Chọn ngày, chọn nhân viên. Đấy, nhân viên bên đây, công ty bên đây, nhân viên bên đây, chọn hết được rồi, đang tính toán và chạy ra là lúc này mới bấm này. Bây giờ ngày nào mới bấm là có liền, là còn lúc này bấm là nó không có, do nãy không có tải dữ liệu về đó. Còn báo cáo này vì mỗi chị nào mà xuất ra mà cảm thấy nó quen thì xuất cái đó, không cần xuất cái chi tiết nào việc này, đồng ý luôn. Đấy, và ra này, đấy, ngày 27 này, bấm nút 9 giờ này, bấm nút 9 giờ 58 này. Trong đây có nhiều dạng lắm, chị thấy cái nào chị làm gì?